Chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn hệ thống lò hơi đốt dầu gia nhiệt cho bể bơi 4 mùa. Lò hơi kiểu đứng dạng ống nước, cấu tạo bởi hai khoang. Khoang trên là khoang hơi và khoang dưới là khoang nước. Liên kết giữa hai khoang là hai dàn ống. Buồng đốt được bố trí bên trong của các dàn ống, nhiên liệu được đốt cháy trong buồng đốt, khói ra phía ngoài và truyền nhiệt đối lưu cho dàn ống phía ngoài và thoát ra ống khói. Lò được trang bị đồng bộ các loại van, đồng hồ, ống thủy, van hệ thống an toàn đốt nhiên liệu và cấp nước tự động. Lò hơi, hệ thống lò hơi bao gồm hai lò hơi với công suất là 300 kg hơi trên giờ. Hệ thống lò hơi được điều khiển bằng tủ bằng đầu điều khiển gắn trên lò hơi. Mực nước bên trong lò hơi được quan sát qua ống thủy sáng phía bên ngoài. Bên trên được gắn đồng hồ áp suất để theo dõi áp suất của lò trong quá trình vận hành. Hệ thống được cung cấp nhiên liệu bằng dầu diesel với khối lượng bình dự trữ là 1.500 lít và bình trung gian là 300 lít. Khi lò chạy thì toàn bộ hơi nhiệt sẽ được đi qua hệ thống ống dẫn và đến bình góp hơi. Từ bình góp hơi sẽ được đưa đến các thiết bị gia nhiệt các bể bơi. Đây là thiết bị gia nhiệt bể bơi. Nước của bể bơi sẽ được bơm tuần hoàn qua đường ống nằm trong bình gia nhiệt. Hệ thống gia nhiệt sẽ được điều khiển qua công tắc điện tử được đặt chế độ auto theo nhiệt độ đã được cài sẵn. Chất lượng nước cấp vào lò hơi đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự bảo đảm an toàn khi lò vận hành, quyết định hiệu quả làm việc của lò hơi. Đó cần phải thiết bị xử lý nước cứng, loại bỏ canxi, magie, silic và các chất gây ăn mòn, ngăn sự tích tụ cáu cặn, các hiện tượng ăn mòn ở đường ống của lò hơi. Hệ thống gia nhiệt của lò hơi bơm xử lý nước sẽ được điều khiển qua tủ điện được đặt ngay trong phòng máy. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn hệ thống lò đốt dầu gia nhiệt cho bể bơi 4 mùa. Xin chân thành cảm ơn theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.